Rồi tối lên cho anh em con thổ nghe nè, bội thổ. Con này thổ gáy ù ù ù nghe đã lắm nghe nè, nghe sướng lỗ tai lắm. Con này cũng có kèm lá gai, đặc biệt là cái bộ ngực anh em. Con này ngực nở rất là nở luôn, với vàng lông đuôi cánh, đuôi cánh chắc rất là nhặt dày. Rồi con này lông trắng tươi nghe nè, trắng như bông bưởi luôn á. Chung con này rất là dài đòn, dài sọc luôn. Thổ anh em nha, con này bắt về anh em nghe gáy thì nuôi gáy ok luôn, tiếng nghe đã lắm, ngực nở nghe nè. Con này là bầm cơm rất là nhiều nghe nè, nên ưng thì alo mình sẽ thôi mình để đánh giá thì mình để trên góc màn hình luôn nghe nè. Rồi, anh em nào ưng thì alo nha. Anh em thấy con chim nó dài không, dài mà nó bự, ngực nó nở thòng tới cái cầu luôn anh em thấy không. Đó, anh em nào xem ưng để luôn, để em quay quay lấy nét cho nó dài, nhìn cái chiều dài cho anh em xem. Anh em nào ưng thì alo nha, giá thì em để trên góc màn hình á. Anh em nào xem được ưng chim được giá thì alo.